Năm 2019 thì Quyết đã giới thiệu cho mọi người về một video clip về Camry năm 2019. Tuy nhiên thì đối với phiên bản năm 2020, chiếc Camry 2020 ngay cạnh Quyết đây, như mọi người thấy đó, là màu trắng. Nó có gì khác biệt và có gì sự thay đổi như thế nào? Tuy nhiên thì năm 2020 này Toyota thì có thêm một màu trắng rất là đẹp. Đây là có màu trắng ngọc trai, sẽ đắt hơn 8 triệu so với phiên bản trước là 1 tỷ 243. Trước là 1 tỷ 235 triệu. Và 5 điểm mà Quyết yêu thích nhất trong những phiên bản màu trắng này là gì? Và đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đi sát đây để Quyết có thể giới thiệu cho mọi người kỹ hơn. Mọi người thấy không ạ? Đối với phiên bản màu trắng thì chúng ta có thấy được rằng nó nhìn rất là sexy. Cùng với đó là các cái mạ chrome màu bạc ở phía bên viền này tạo cho nó một điểm nhấn rất là sang trọng và cũng như là vẻ đẹp gì đó nó rất là huyền bí. Cùng với đó là các bộ đèn full LED của chiếc xe. Như mọi người thấy đây, đây là sẽ là đèn cụm đèn pha tích hợp cả cốt nữa, đèn bi. Cùng với đó là đèn LED ban ngày và đèn xi nhan. Tất cả đều là LED và công nghệ mang lại thì thực sự hết sức tuyệt vời. Và 5 điểm mà Quyết yêu thích nhất ở trên đây là gì? Chúng ta sẽ biết ngay sau đây. Điều đầu tiên Quyết muốn chia sẻ với mọi người đó chính là chiếc đây ạ, tựa RCTA được tích hợp ngay trên chiếc gương này. RCTA là gì? Là cảnh báo điểm mù để giúp cho việc chiếc xe khi mà mọi người đi từ phía bên ngoài, chúng ta đi và cặp một chiếc xe đằng sau vượt lên, ngay lập tức gương sẽ được cảnh báo ngay trên đây ạ. Đây, mọi người có thể quan sát ngay ở bên rong đây. Đây, nó sẽ báo lên trên gương cho mọi người để mọi người có thể biết được và tránh được các xe đi phía đằng sau. Yếu tố thứ hai mà Quyết rất yêu thích, mọi người có thể nhìn đây ạ, đó chính là cửa sổ trời trên chiếc xe này. Cái cửa sổ trời này thì trong phiên bản 2019 sẽ không có. Tuy nhiên năm 2020 Camry sẽ được trang bị thêm, đặc biệt là chỉ có phiên bản 2.5 thôi, phiên bản 2.0 thì sẽ không có. Quyết sẽ bật lên cho mọi người xem chiếc cửa sổ trời hoạt động như thế nào. Xin mời mọi người sang phía bên này ạ, để chúng ta có thể nhìn rõ hơn. Chiếc cửa sổ trời thì tất nhiên chúng ta sẽ dùng cái tấm gạt này bằng tay và chúng ta sẽ mở ra. Đây, nó sẽ có một nút on ở đây ạ. Quyết sẽ bật điện lên. Đầu tiên chúng ta phải bật khóa điện đã. Rồi, sau đó đây ạ. Khoảng cách đâu đó nó sẽ rơi vào khoảng tầm 50 phân. Và nếu mà chúng ta đang đi trời thời tiết mà đang là thời tiết biển, gió rất là không khí rất là trong lành đi ở ngoại thành, thì thực sự đây là một cái trải nghiệm rất là thú vị mà chỉ có trên phiên bản 2.5 có mà thôi. Đặc điểm thứ hai mà Quyết yêu thích đó chính là đây ạ, ba chế độ lái của trên chiếc xe Camry 2.5Q đó chính là Eco, Normal và Sport. Ba chế độ này sử dụng khi nào và nó tác động lên đâu? Quyết thích tại vì thứ nhất là nếu mà trong đi trong đô thị ạ, chỉ đi một mình thôi và đi rất là nhẹ nhàng thanh cảnh, thì chúng ta có thể ấn chế độ Eco, nó sẽ giảm công suất động cơ đi để giúp cho chúng ta đi tiết kiệm nhiên liệu hơn. Với mức tiêu hao nhiên liệu là 5,9 lít trên 100 cây, thực sự đây là một con số vô cùng ấn tượng trên phiên bản này. Ngoài ra thì chúng ta có thể đi với chế độ Normal rất là bình thường. Đối với gia đình, chúng ta chủ đủ người đủ tải thì chúng ta sẽ đi chế độ Normal. Và cuối cùng đó chính là chế độ Sport. Nếu mọi người thích sự gầm rú ở phía đằng sau xe cũng như là sự tăng tốc và đổ đèo đổ dốc thì chúng ta có thể chế độ Sport đây. Nó sẽ giúp cho mọi người có sự tăng tốc và vượt tốt hơn. Tất nhiên là nó sẽ có đôi chút gầm rú ở phần động cơ và khoang hành khách, nhưng Quyết nghĩ là nó sẽ không có vấn đề gì với mọi người. Điểm thứ ba mà Quyết yêu thích đó chính là Cruise Control ngay được tích hợp trên vô lăng ở trong phiên bản 2020. Và mình nhìn thấy đấy ạ, các nút bấm được tích hợp ngay mà trên phiên bản cũ không có. Đây là Cruise Control, kiểm soát hành trình. Kiểm soát hành trình là như thế nào? Là khi mà mọi người đi ở trên đường cao tốc mà chúng ta phải đạp ga và đạp phanh quá nhiều, đúng không ạ? Thì dẫn tới là chúng ta sẽ mỏi chân. Tuy nhiên thì Cruise Control sẽ giữ cho mọi người ở tốc độ mọi người mong muốn. Ví dụ như là 80km hoặc 90km mà mọi người chỉ cần set up thôi, tự động nó sẽ di chuyển và ngắt khi nào thì chúng ta ấn nút cancel. Đây, chúng ta có nút giữ ở đây là nút cancel này. Và hoặc là chúng ta đạp chân phanh, tự động nó sẽ ngắt. Và muốn thay đổi thì chúng ta chỉ cần ấn nút set lại là được. Cái việc này thì giúp cho chúng ta thứ hai cái. Thứ nhất là chúng ta sẽ được giảm thao tác cái việc mà đạp chân ga chân phanh. Thứ hai là rất tiết kiệm nhiên liệu khi mà đi đường dài. Đấy là một trong những điểm mà Quyết rất yêu thích. Và phần cuối cùng
có lẽ là cuối cùng đối với Quyết. Đây là cá nhân Quyết thôi nhá. Còn đối với các bạn thì không biết thế nào. Đó phải là chính là ở hàng ghế sau của chiếc xe này. Xin mời mọi người. Ở trên hàng ghế sau ở đây thì Quyết yêu thích nhất đó có lẽ là các nút chỉnh ghế và chỉnh vô lăng, chỉnh ghế ở đằng sau. Các nút bấm đều hiện đại và bằng điện tử và cảm ứng hết, như chế độ ngả gập lưng ghế này. Đó, mọi người thấy là khoảng để chân rất là dài và rất là dài. Chỉnh được bài hát, chỉnh kênh, chỉnh âm lượng và cuối cùng là điều chỉnh rèm ạ. Mọi người nhìn thấy cái rèm ạ. Rồi mọi người có thể quay đằng sau chúng ta có thể nhìn. Rồi. Và tất nhiên là điều chỉnh nhiệt độ vì chiếc xe này là 3 vùng độc lập. Và đây là 5 điểm đi rất là nhanh của Quyết mà Quyết cảm thấy yêu thích ở trên chiếc xe Camry này. Và mọi người đừng quên rằng là mọi người nghĩ sao về 3 đặc điểm, 5 đặc điểm này. Và nếu mọi người yêu thích hay là có những cái ý kiến cá nhân gì đã hay đặt ở phía bên dưới, Quyết sẽ đọc và trả lời mọi người. Và nếu mọi người thích những video như thế này hoặc là cần những video chia sẻ như thế nào thì mọi người hãy comment ở phía bên dưới để Quyết biết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.